Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đế hai chân bông bí bỏng sushi sòn về miếng một miếng. Thở tập trước đó cả nhà, chị Hiền đã bị cái tên bán quần áo này lừa. Cái tên này đã cháo bị đồ mới và đưa cho chị Hiền bị đồ cũ đó cả nhà. 6 bộ 7 bộ, 8 bộ. Rồi đây, yên tâm chú có bì luôn, để chú gói chú bỏ vô cho. Leo riêng nữa cả nhà. Bông nói là bông rất thích luôn cả nhà, bông cảm ơn chị Hiền nhiều lắm. 2 bộ đẹp thứ 3 là sợi bụng mù bắt đầu. Dạ. Xong rồi đây. Đồ này thôi cho 500 luôn. Đây okay. Về cho 500 luôn. Ủa sao tự nhiên bây giờ sao con mua mũ cho em chi vậy? Có mặt á, còn lại chú giao cho cháu cái gì vậy? Vậy thì liệu như do cái chú quần áo này lầm lẫn hay là chú quần áo này cố tình đưa đồ cũ với chị Hiền thì mời cả nhà đón xem tập của ngày hôm nay nha. Đúng rồi mọi người ơi, mọi người để ý đi. Những cái bộ đồ mà ông chú đó đang treo trên người chính xác là những bộ đồ lúc nãy chị Hiền đã mua đó. Làm gì có vụ mà bán cho chị Hiền rồi mà vẫn còn để treo trên người đó cả nhà. Dạ chắc chắn là cái ông chú này đã chéo hàng đưa hàng cũ với chị Hiền rồi. Đừng có nói thế, bây mọi giờ người, mọi người nhìn đi. Đây, rõ ràng mấy cái bộ đi. Bây giờ chú lại đây, rõ ràng mấy cái bộ này với chị Hiền mua này. Bây giờ ông chia lại người ông đi cả nhà. Vậy bây... ông bán cái gì đâu không á. Bây giờ tôi hỏi, bây giờ tôi hỏi chị nè. Tôi là người đi bán quần áo, không lẽ là tôi nhập về có đúng một bộ tôi bán sao? Giờ tôi bán xong tôi bây giờ tôi lấy hàng tôi bán tiếp chứ, đúng không? Bây giờ tôi mua bộ đây 10 bộ tôi bán chị xong tôi giờ tôi lấy thêm bộ khác tôi bán chứ. Rõ ràng chú nói là đồ thiết kế chỉ có một bộ duy nhất mà bây giờ ở đâu mà nhập hàng về nữa. Đây cả nhà, chị Hiền sẽ cho cả nhà coi là cái khoảnh khắc lúc chú đó nói những bộ đây là những bộ đồ thiết kế chỉ có một duy nhất trên đời với nhà thiết kế bên Hàn Quốc đó, đặt thì họ mới may cho chú 2 bộ thôi đó. Và chỉ có 2 size thôi. Nên bộ này á, cháu mặc ở Gia Lai mình không có ai mà có bộ thứ hai đâu. Càng nói là càng sai. Bây giờ tôi hỏi chị nha, giờ tôi không nói một bộ duy nhất lấy gì chị mua. Trời ơi, mọi người vậy chị Hiền bị lừa đâu không cả nhà. Đúng không? Tôi phải nói một bộ duy nhất để chị mua xong tôi giờ tôi lấy bộ thứ hai tôi bán chứ. Không biết chú đẹp vậy nè, cháu gọi công an nó bắt chú á. Gọi đi giờ bằng chứng đâu mà gọi, ở đây không có cái gì, không bằng chứng. Camera đâu đây, chợ không mà camera đâu bằng chứng. Bây giờ đừng có nói thế, giờ mua trả tiền rồi đừng lên bắt đèn. Mang về đây. Giờ tôi đi bán tiếp đây. Trời ơi mọi người, ổng lật lòng trả chiêu vậy cả nhà, rõ ràng cả nhà thấy không, ổng sai rành rành. Tại vì chị Hiền không có bằng chứng á cả nhà, cho nên bây giờ chị Hiền không làm gì được ổng hết. Bây giờ phải mang cái đống đuôi dĩa này về. Chết rồi, mẹ sẽ ra chị Hiền mất thôi cả nhà ơi. Chết rồi mọi người ơi, chị Hiền lên đó, chị Hiền đòi lại công lý cho Su Bông. Chị Hiền đòi lại những bộ quần áo mà chị Hiền đáng lẽ này là thuộc về Su Bông. Mà cuối cùng ổng quýnh chị Hiền với Su Bông cả nhà thấy không, ổng đuổi chị Hiền về. Bây giờ sau khi về nhà chị Hiền lục thì chị Hiền phát hiện đó là Su Bông còn 2 bộ đồ này cả nhà. Tuy là nó hơi cũ á, nhưng mà Su ơi, thôi Tết này em ráng mượn đồ cũ quốc tí cũng được yên Su. Ít ra á, nó cũng là cái váy này thì mình đi chúc Tết mình khoác áo lạnh vô cũng được. Chắc không ai biết là đồ cũ đó Su. Nha, nhìn thấy mặt Su buồn chưa mọi người? Tại vì năm nay á, Tết đến xuân về mà Su không có đồ Tết để Su mặc. Còn cái váy đây cả nhà, nó hơi bị dơ một tí ở dưới phần đây nè. Chị Hiền sẽ cố gắng giặt ra để chị Hiền bận chúc Tết cho em Bông cả nhà. Thôi bây giờ tiền cũng đã mất rồi Su. Bây giờ ổng mạnh quá, ổng là đàn ông con trai, chị Hiền không thể nào quýnh lại ổng hết. Bây giờ biết làm sao đi trời. Mẹ mà phát hiện ra chuyện này á, chắc mẹ quýnh chị Hiền tiếc nít luôn á mọi người. Chị Hiền ơi. Ủa Thảo mới tới hả? Dạ chị thấy đi không chị? Trời ơi. Ủa mà buổi trước á là Thảo, mẹ Thảo vừa mới dẫn Thảo đi mua quần áo Tết, Thảo mới khuyên chị mà. Còn sao bữa nay lại có thêm cái áo mới nữa? Áo này mới mua quá chị, 500 ngàn. 500 wow. ngàn cái áo, trời đất ơi. Làm gì mà sao mà Thảo có nhiều tiền mà Thảo mua đồ Tết như vậy? Chị nhớ trong bữa trước mà chị mua quần áo không? Em cũng mua cho Su một bộ á. Ông nói với em là giờ ai tới giới thiệu đi, ông sẽ cho một bộ 50 ngàn. Cái gì? Bán cho chị 8 bộ là 400 ngàn, ông bao em 100 nữa. Vậy có nghĩa là Thảo lợi dụng chị để Thảo lấy tiền hai hồng đúng không? Chà rồi, là nói cho chị biết rồi. Trời ơi mọi người, không ngờ bé Thảo lại chính là người của cái ông đó cả nhà. Chị Hiền đâu có biết ông đó là ai đâu. Bé Thảo dẫn chị Hiền tới mục đích là để lấy tiền hoa hồng. Mà Thảo có biết không, ổng là cái ông bán hàng xấu xa. Ổng bán cho chị những cái bộ đồ cũ, cho nên bây giờ Tết này Su Bông không có đồ Tết mặc nè. Làm gì trời, em thấy ổng bỏ vô đóng gói rồi riêng mà. Ổng bỏ như vậy nhưng mà về nhà toàn là đồ cũ. Bây giờ chị Hiền phải cho Su Bông còn lại đồ Tết cũ nè. Sao mày vậy được vậy chị? À mà quên chị, bây giờ để em lên rồi lại công băng cái trời. Em không tin ổng lát về sau đâu. Ổng nói em thương thiết lắm chị, giống như là người công một ruột á.
À thì ra bé Thảo bây giờ vẫn không hề biết cái ông đây là người xấu vậy nha. Được rồi, nếu mà Thảo nói vậy thì bây giờ Thảo lên, Thảo đo lại công bằng cho chị coi. Thảo lên làm sao mà Thảo lấy lại những bộ đồ tốt mà ông lại đánh cháo cho chị coi. Lúc đó Thảo mới biết ông là người xấu hay người tốt. Dạ được rồi, để em đi. Miếm. Thì mọi người, sáng giờ của chị Hiền á bị mẹ la quá chừng luôn. Mẹ kêu đó là phải làm cách nào lên tìm lại số tiền mà đã đi mua đồ, hoặc là làm cách nào đó là có được những bộ đồ mới cho Su với Bông mừng ấy nha. Chứ không thôi là tới năm nay Su Bông đâu có đồ bận đâu. Cho nên bây giờ chị Hiền quyết định quay trở lại cái nơi mà ông nó bán đồ cả nhà. Chị Hiền quyết sống mái với ổng luôn. Phải làm sao á để bắt ổng trả lại tiền cho chị Hiền, hoặc là bắt ổng đưa những bộ đồ mới đây để cho Su Bông về nhà có đồ mặc. Bây giờ chị Hiền sẽ đến tìm ổng nha mọi người. Mới mua được con xe để vận chuyển đồ Tết đi đi bán tiếp. Được á, bán cho con nhỏ lời được 1 triệu luôn mà mua xe đây. Wow. 1 triệu luôn. Hôm nay á là mình sẽ đầu tư để có thể có một con xe chở được nhiều bộ đồ đi bán nha cả nhà. Trời ơi mọi người, cái ông chú này bây giờ ông đầu tư hẳn một chiếc xe cùng với một cái vali chứa đầy quần áo đi bán luôn này cả nhà. Chẳng là bởi vì lần trước ông đã lừa chị Hiền được một vốn cho nên bây giờ ông mới có vốn động khởi nghiệp với cả nhà ơi. Để mà bây giờ bán có thể kiếm được nhiều tiền hơn nữa, lừa được nhiều người hơn nữa thì mình phải trả hàng ra, chứ không thể là đi bán dạo như ngày hôm qua được. Đó cả nhà có nghe thấy ổng nói không? Ổng là bán hàng để lừa đảo thôi. Đây á là phải đầu tư mới nó mới sinh ra lợi nhuận nhiều. Để coi bây giờ ổng muốn bán hàng theo cách nào. Chắc chắn á ổng sẽ không đi dạo nữa đâu, tại vì đi dạo á ổng sẽ không lừa được người ta dễ dàng, cho nên ổng quyết định ngồi một chỗ để có thể lừa người ta dễ dàng hơn đó. Ông đem thêm một tấm bạc ông trải ra để ông có thể bày hàng để những người đi qua đi lại có thể dễ dàng nhìn thấy quần áo ông bán đó mọi người. Shop quần áo giá rẻ. À. Mới kiếm được cái nguồn hàng. Năm nay là đầu tư mới được. Thôi giờ phải dọn hàng ra mới được. Trời ơi mọi người, ông có nguyên một cái vali toàn quần áo chị em con nít không mà cả nhà. Chị Hiền thấy bộ này cũng đẹp hết trơn á. À, đủ thời trang, đủ phong cách hết á. Năm nay là ai muốn mua cái gì là có cái đó. Từ cái đống đồ đây nè, là ta sẽ lên gấp 4, gấp 5 lần. No. Vậy là lần này, ông không chỉ muốn lừa một người là chị Hiền mà ông còn muốn lừa thêm nhiều người nữa. Cho nên á, ông mới tốn công tốn sức, ông nghĩ cách bày hàng ra để thu hút những người đi chợ xung quanh tới mua hàng của ông để ông lừa đó cả nhà. Nguồn hàng năm nay tao nhập á, chủ nhập á là rất là nhiều, đa dạng, phong phú. Ai tới mua cái nào là có cái mẫu mã đó liền. Đặc biệt là ông lựa chọn một cái khu chợ để ông bán. Tại vì cái khu chợ này là khu chợ đông nhất ở thành phố Pleiku. Sẽ có rất nhiều người hàng ngày đi chợ. Từ đó ông có thể lừa được người ta dễ dàng hơn. Sau khi mà ông bày hàng thì bây giờ ông sẽ treo những bộ quần áo mà ông thấy là đẹp nhất lên trên người để ông đi rao nha cả nhà. Chưa gì mà đã có một cô đội mũ bảo hiểm màu hồng dừng xe để ngắm nghía những bộ đồ đó rồi. Đó mọi người để ý đi. Người ta đi qua đi lại, người ta sẽ ngắm nghía những bộ đồ mà ông bày hàng ra. Ông lừa được ai thì ông sẽ lừa người đó nha cả nhà. Ok, sau khi mà ta dọn hàng ra xong rồi, bây giờ chú sẽ rao để tạo hiệu ứng đó, để mọi người biết tới xưởng gọi là shop quần áo thời trang của chú Thắng. Hả? Để vô mua ủng hộ chú. Năm nay có tiền ăn Tết. Vô lớn là ta ăn Tết to luôn. Năm nay ta làm vô lớn là ta ăn Tết to luôn. Hôm qua mới làm vô nhỏ thôi, giờ làm vô lớn. Quần áo giá rẻ, mà vô chú đẹp ơi. Siêu đẹp đây, mày vô. Tới cái khu chợ mà bữa trước chị Hiền mua quần áo cho Su Bông rồi. Đây á là những cái bộ đồ á mà cũ mà bữa trước ổng để làm cách này ổng chán cho chị Hiền mà chị Hiền không biết mọi người. Bây giờ chị Hiền sẽ mang những cái bộ đồ cũ này lên để đổ lại cho ổng một lần nữa. Bắt ổng phải trả lại đồ mới cho Su Bông. À, ổng đang dọn hàng kia. Trời ơi mọi người ơi, Su ơi. Su có thấy gì không? Trời ơi mọi người, chị Hiền thấy á, ổng đang dọn hàng một bữa nay á, không phải là ổng chiêu hàng lên người của ổng nữa cả nha.
Mẹ á, ổng trải một cái bạt ra, sau đó quá trời đồ ở dưới đất luôn cả nhà. Lần này á, là ổng làm ăn lớn rồi. Bây giờ chị Hiền sẽ vô, chị Hiền khiếu nại. Ổng mà không trả hàng chị Hiền á, là chị Hiền sẽ đứng, chị Hiền nói cho mọi người biết, ổng không bán được hàng luôn. Quần áo giá rẻ ơi, quần áo giá rẻ ơi, giá rẻ siêu rẻ, ai chỗ nào rẻ hơn, chỗ nào. Chú phải trả lại quần áo của chú, con mua đây, con mua của chú 1 triệu bạc. Mà bây giờ chú đưa tiền quần áo gì đâu không á, bây giờ con biết. Chú phải chạy lại quần áo đẹp cho con. Con này nó lì ghê ta. Con này nó lì ghê ta. Con này nó lì ghê ta. Nói mấy lần rồi nó không chịu nghe, nó không chịu hiểu. Lì cái gì mà lì? Con lì thiệt á. Chú đừng nghĩ là con hiền nha. Đây nè, đây là những cái đồ mà chú bán cho con, tàn mấy cái thứ gì đâu, giống như là đồ cũ vậy á. Bây giờ á, sáng giờ chưa bán mua được cái gì hết mà con này nó tới phan rồi. Bây giờ á, nói nè, tiền treo cháo múc, mà múc rồi thì không có bán, không có trả lại được. Bây giờ chị múc xong rồi, giờ chị ăn gì đem lên chị nói hả? Bây giờ á, tôi nói rồi, chỗ tôi là bán uy tín 10 năm rồi. Bây giờ chị nói vậy là không có được. 10 năm gì? Cháu đi chợ đây hàng ngày, bây giờ cháu mới thấy chú bán ở đây. Năm đầu tiên mà chú dám nói 10 năm, chú nói xài đúng không? Thôi bây giờ nè, bây giờ á, được rồi, tôi không đôi co với chị nữa. Bây giờ á, chị có bằng chứng gì mà chị nói là tôi bán hàng gian dối cho chị? Chị nói đi. Chết rồi bông ơi, chị em mình không có bằng chứng gì hết bông. Bây giờ phải làm sao đi? Không được rồi, ông này ổng kỳ lạ quá. Bây giờ á, nếu mà ổng không đổi lại, chị sẽ phá tâm bằng cái gian hàng của ổng luôn bông. Bông yên tâm đi. Bây giờ cháu nói cho chú biết nha, bây giờ chú có trả lại quần áo đẹp cho cháu hay không? Có thu hồi lại những cái đồ cũ đây không? Không biết gì đó, bán rồi giờ đi quay lại bán vốn là không được. Giờ không có biết gì đó. Chú đừng có chấp nhận nghe, bây giờ cháu nói trước á, chú mà không trả lại, cháu phá tâm bằng cái gian hàng của chú luôn. Hồi giờ mày chưa nghe danh là Thắng Võ Sư à? Hả? Thấy đai gì đây không? Đai điên. Trời ơi mọi người, cái ông này á, ông đã có đai điên luôn mọi người. Chết cha rồi, chị Hiền giả bộ nói là chị Hiền phá thôi chứ chị Hiền đâu có dám phá đâu. Mà sao ông có đai điên luôn cả nha? Cái đai đó phải đai điên mà đai thịt mọi người. Hả? À, mày dám nói tao đai thịt à? Mày dám nói tao đai thịt à? Bây giờ sao? Mày dám tới đó mày định mày phá gian hàng của chú à? Chú ơi, chú giỡn thôi chứ cháu đâu có dám đâu. Chú thôi, chú tha cho cháu đi. Thôi xong rồi mọi người ơi, chị Hiền bị cái ông chú này bắt lại rồi. Ông mạnh quá cả nha. Ông không nói mà ông quýnh chị Hiền luôn cả nha ơi. Ha, à, cái con kia nó còn vô nhà. Nó vô gian hàng của chú nó đái rồi. Chú. Bây giờ cháu sao? Không dám nữa vậy chú. Bây giờ con kia nó vô gian hàng của chú nó đái giờ. Cháu giải quyết sao cho chú đây? Vậy thôi. Hả? Bây giờ cháu đền tiền cho chú được không? Bây giờ cháu không đòi lại đồ nữa thôi, bây giờ thả cháu ra đi. Thu tre, chết rồi mà vô đây. Thôi xong rồi mọi người ơi, Su vì quá tức giận, Su chui vô trong cái vali của chú, Su đái ở trong đó rồi cả nha. Bây giờ cái ông đó, ổng còn bắt đền Su nữa, tại vì ổng nói tại sao lại đái trong cái vali của ổng. Để bây giờ hàng hóa của ổng khai rình hết rồi mọi người. Chết rồi, bây giờ cháu giải quyết cho chú đi. Thôi xong rồi Su ơi, sao Su lại làm vậy? Có gì để chị Hiền giải quyết chứ? Sao Su lại tức giận đến nỗi đái trong cái vali của ổng như vậy Su ơi? Sáng giờ chú chưa bán buôn gì hết mà nó tới đây nó đái vô trong cái vali của chú rồi. Giờ sao? Để chú hỏi em cháu đã. Tại sao em lại đái vô cái gian hàng của chú? Tại sao cháu đái vô gian hàng của chú? Có gì thì cháu phải nói chứ. Cháu nói cái gì? Cháu nói là cháu tức hả? Tại chú đó, chú không chịu trả quần áo vậy. Em Su tức quá cho nên em Su mới đái trong gian hàng của chú. Đây mọi người coi vậy có được không? Sáng giờ mở hàng chưa bán buôn gì hết. Nó tới nó bảo là tôi bán gian cho nó. Xong rồi á, tôi không có bằng chứng. Xong nó vô nó đái trong gian hàng của tôi nè. Phúc ơi, có chuyện gì á, để chị từ tính chị giải quyết. Chứ sao mà em nóng nổ bất đồng vậy? Tại sao em để chú trong gian hàng của chú em đái vậy? Em nói là em tức quá hả? Thấy cái ông này là người xấu xa hả? Thấy chị Hiền là con gái không thể nào đánh lại cho nên tức quá. Tính đá xong rồi bỏ chạy nhưng ổng phát hiện á. Lần sau em không được làm như vậy nữa chú. Bây giờ em cháu xin lỗi chú nè. Em cháu là con nhỏ, nó mới có mấy tuổi với chú thôi. Để nó xin lỗi chú xong rồi cháu sẽ đền tiền cái vali lại cho chú rồi chú thả tụi cháu đi nghe. Thôi xong rồi, liệu như cái ông bán quần áo này có tha lỗi cho em xui hay không? Thì mời cả nhà đón xem mà tập tiếp theo nha.